Kính chào quý khán giả. Mời quý vị theo dõi chương trình thời sự tối trên kênh truyền hình Thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 25 tháng 5 năm 2024 có các nội dung đáng chú ý sau. Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách phục hồi phát triển kinh tế xã hội đến hết năm 2023. Lễ hội trái cây Long Khánh năm 2024 sẽ có 60 gian hàng ô cốp. Lan tỏa và nhân lên tình yêu thương trong cuộc sống trong tháng nhân đạo 2024. Phần tin thế giới, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg không hoàn thành ý tưởng về một quân đội duy nhất của EU, vì đó sẽ là sự sao chép của liên minh này. Trung Quốc từ chối thông quan một số lô hàng từ Guatemala. Guatemala cho rằng đây là hành động trả đũa mối quan hệ giữa Guatemala và Đài Loan. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Sáng nay tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội thảo luận ở hội trường về báo cáo của đoàn giám sát và dự thảo nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện nghị quyết số 43/2022 Quốc hội khóa 15 ngày 11 tháng 1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023. Các đại biểu một lần nữa khẳng định việc Quốc hội ban hành nghị quyết 43 là hết sức kịp thời, đúng đắn và hợp lòng dân. Tính đến hết năm trước, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhiều mục tiêu chỉ tiêu đặt ra trong nghị quyết đã cơ bản hoàn thành. Việc Quốc hội lựa chọn chuyên đề giám sát tối cao ngay trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng. Qua kết quả giám sát cho thấy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, sự vào cuộc chủ động kịp thời của Quốc hội, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành, địa phương và sự tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, việc tổ chức thực hiện nghị quyết đã đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều kỳ tích của nghị quyết 43, chẳng hạn như GDP năm 2022 là tăng tới 8,12%, 2023 là 5,05, rồi nợ công chỉ còn có 37%. Ngoài ra thì 8 dự án quan trọng của quốc gia cũng được đánh giá để đưa ra các mặt tích cực cũng như hạn chế, nguyên nhân và giải pháp. Thì tôi thấy đây là một báo cáo có thể nói là rất là toàn diện và đồ sộ. Điểm sáng trong thực hiện nghị quyết 43 là nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ đã đến được với người dân và doanh nghiệp, tập trung được nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, được triển khai một cách quyết liệt, đạt được kết quả rất phấn khởi. Đến nay, có trên 2.000 km đường cao tốc đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Tại phiên thảo luận, một số đại biểu bày tỏ quan tâm và làm rõ thêm nguyên nhân của việc giải ngân vốn đầu tư chậm, đề nghị cần quy định rõ ràng trách nhiệm và phân cấp quản lý chi đầu tư trong vấn đề này. Khắc phục có hiệu quả công tác chuẩn bị đầu tư các dự án còn chậm, đây là nguyên nhân tôi cho rằng chính của công tác giải ngân thấp. Ngoài công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều bất cập thì cần phải làm rõ các danh mục đầu tư trình Quốc hội chưa sát thực tế. Các danh mục cần đầu tư thì không có, còn những danh mục chưa đầu tư, điều kiện đầu tư thì lại ghi vốn, dẫn đến phải điều chỉnh nhiều lần. Hiện nay thì trong số 272 dự án thuộc chương trình thì có đến 107 dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 50%. Và nếu như không cho phép kéo dài thì sẽ dẫn đến dở dang, lãng phí. Tôi cho rằng đối với một số dự án có hiệu quả giải ngân thấp và chưa thực hiện nghiêm các quy định liên quan thì có thể hủy dự toán, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan. Theo chương trình kỳ họp từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 6 tới, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn với 4 nhóm vấn đề thuộc các lĩnh vực tài nguyên và môi trường, công thương, kiểm toán, văn hóa, thể thao và du lịch. Nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường sẽ tập trung vào việc quản lý, khai thác, bảo vệ tài nguyên biển quốc gia. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Đặng Quốc Khánh là người trả lời chính. Nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực công thương, cụ thể là về công tác quản lý, giám sát, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trả lời chính. Nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực kiểm toán, nội dung tập trung vào trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng các doanh nghiệp, dự án được kiểm toán nhưng vẫn xảy ra sai phạm. Tổng kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn trả lời chính. Nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực văn hóa thể thao du lịch, Bộ trưởng Bộ Văn hóa thể thao du lịch Nguyễn Văn Hùng là người trả lời chính. Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ được ủy quyền sẽ có 90 phút làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Tin trong tỉnh Đồng Nai,
Thưa quý vị, hôm qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tổ chức đoàn giám sát kết quả thực hiện lĩnh vực đột phá về phát triển thương mại dịch vụ tổng hợp hiện đại, trọng tâm là dịch vụ du lịch, dịch vụ logistics trên địa bàn huyện Long Thành. Đồng chí Thái Bảo, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Long Thành Dương Minh Dũng. Trong thời gian qua, huyện Long Thành đã kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về phát triển thương mại dịch vụ, từ đó cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện trên địa bàn. Trong đó đã quy hoạch đất thương mại dịch vụ đến năm 2030 gần 593 ha, tận dụng các lợi thế từ cảng hàng không quốc tế Long Thành khi đưa vào khai thác, đồng thời có kế hoạch đẩy mạnh phát triển hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và cửa hàng tiện lợi, cũng như phát triển thương mại điện tử và phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp theo hướng đô thị. Bên cạnh đó, nhanh chóng triển khai thực hiện đồ án quy hoạch chung đô thị Long Thành đến năm 2045 để đảm bảo công tác quy hoạch, phát triển hệ thống logistics, thương mại dịch vụ theo tinh thần nghị quyết 42 ngày 8 tháng 12 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, huyện vẫn còn gặp khó khăn như hiện nay cơ sở hạ tầng các chợ đã xuống cấp, không còn đảm bảo đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Việc lấn chiếm lòng lề đường làm nơi kinh doanh chưa thể xử lý dứt điểm. Việc kết nối tiêu thụ sản phẩm ô cốp còn gặp nhiều khó khăn, chưa đến được các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại lớn. Các khu điểm du lịch trên địa bàn huyện mới chỉ đang trong giai đoạn quy hoạch, do đó chưa phát huy được lợi thế. Tại buổi làm việc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bảo cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định việc phát triển thương mại dịch vụ tổng hợp hiện đại, trọng tâm là dịch vụ du lịch, dịch vụ logistics là một trong bốn lĩnh vực đột phá. Do đó, thời gian tới, huyện Long Thành cần tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thấy được vị trí, vai trò của việc phát triển thương mại dịch vụ, trong đó đẩy mạnh khai thác lợi thế của cảng hàng không quốc tế Long Thành, đồng thời tạo môi trường thuận lợi trong quy hoạch, cải cách thủ tục hành chính, kêu gọi đầu tư cũng như đảm bảo môi trường sinh thái và phát huy yếu tố con người trong quá trình phát triển thương mại dịch vụ tổng hợp hiện đại, trọng tâm là dịch vụ du lịch, dịch vụ logistics trên địa bàn huyện. Sáng nay tại nhà văn hóa dân tộc Chơ Ro, xã Phước Bình, huyện Long Thành, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Đồng Nai tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tỉnh Đồng Nai năm 2024. Dự lễ ra quân có Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Kim Chung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Sơn Hùng cùng 500 cán bộ đoàn viên thanh niên chiến sĩ trẻ trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tỉnh Đồng Nai năm 2024, Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Kim Chung nhấn mạnh, phong trào thanh niên tình nguyện nhiều năm qua đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong dư luận xã hội. Trải qua 30 năm, phong trào thanh niên tình nguyện tỉnh Đồng Nai đã góp phần khơi nguồn sức trẻ, khát vọng cống hiến trong mỗi thanh niên. Qua đó, hàng chục ngàn đoàn viên thanh niên đã được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy kỳ vọng, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 sẽ là môi trường rèn luyện để các bạn đoàn viên thanh niên trở thành người có ích cho xã hội, những đóa hoa tô đẹp cho đời. Theo tỉnh đoàn Đồng Nai, năm 2024, Ban Thường vụ tỉnh đoàn tiếp tục triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hè đồng bộ, rộng khắp tại 170 xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh và các địa phương ngoài tỉnh. Các hoạt động của chiến dịch gắn liền với từng đối tượng đoàn viên thanh niên thông qua một chương trình tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch mùa hè xanh, hành quân xanh, hoa phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng. Các chương trình và chiến dịch được triển khai cao điểm từ 1 tháng 6 đến 31 tháng 8 năm 2024. Dịp này, tỉnh đoàn đã thừa ủy quyền của Trung ương đoàn trao tặng cờ thi đua và bằng khen Trung ương đoàn cho 2 cá nhân, 1 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên khối lực lượng vũ trang năm 2023. Ban chỉ huy chiến dịch trao tặng nguồn lực gồm 150 phần quà trị giá 75 triệu đồng cho đồng bào dân tộc Chơ Ro, trao tặng một cây cầu dân sinh trị giá 200 triệu đồng cho huyện Định Quán, trao tặng một chương trình khám bệnh phát thuốc, tặng quà cho 250 em thiếu nhi và 500 cây xanh cho Ủy ban Nhân dân xã Phước Bình và huyện đoàn Long Thành, trao tặng một công trình khu vui chơi cho thiếu nhi trị giá 25 triệu đồng, 50 xuất quà của Ban Chỉ huy Chiến dịch đến các hộ gia đình đồng bào dân tộc Chơ Ro và 50 xuất quà cho các gia đình người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Chuyển sang các thông tin kinh tế đời sống đáng chú ý. Các ngân hàng như BIDV, Techcombank, Exim Bank, TP Bank, Việt Á Bank, OCB vừa thông báo cho khách hàng yêu cầu đăng ký xin trắc học để chuẩn bị áp dụng quy định mới trong giao dịch gửi tiền.
Theo đó, các ngân hàng thông báo, từ ngày 1 tháng 7, chuyển tiền trực tuyến trên 10 triệu đồng trên một lần hoặc hơn 20 triệu đồng trên một ngày phải được xác thực bằng sinh trắc học, vân tay, nhận diện khuôn mặt, khớp với dữ liệu trên căn cước công dân gắn chip. Ngoài ra, việc chuyển đổi ứng dụng giao dịch trực tuyến hoặc thanh toán hóa đơn định kỳ trên 100 triệu đồng cũng được một số ngân hàng yêu cầu phải xác thực bằng hình thức này. Khách hàng chỉ cần vào app của ngân hàng có thể khai báo thông tin và sinh trắc học. Theo các ngân hàng, thời gian qua có không ít người dân đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền. Thủ đoạn của các đối tượng này rất tinh vi, tự xưng cơ quan chức năng như công an, thanh tra giao thông và đưa ra các tình huống khiến người dân mất cảnh giác. Truy cập vào phần mềm đường link có mã độc, sau đó đối tượng vào tài khoản, thậm chí chiếm quyền kiểm soát điện thoại để lấy hết tiền. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã kết hợp với rất nhiều bên và nghiên cứu kỹ lưỡng về mức 10 triệu đồng. Mức này không ảnh hưởng nhiều đến khách hàng, bởi 70% giao dịch ngân hàng trực tuyến là giao dịch dưới 10 triệu đồng. Thông tin từ Cục Thống kê Đồng Nai, doanh thu của các ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt hơn 27,2 ngàn tỷ đồng. Trong đó, doanh thu ngành khách sạn, nhà hàng ước đạt hơn 10,4 ngàn tỷ đồng, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu các ngành dịch vụ khác như dịch vụ kinh doanh bất động sản, hành chính và dịch vụ hỗ trợ, giáo dục và đào tạo, nghệ thuật, vui chơi và giải trí, dịch vụ y tế và hoạt động trợ giúp xã hội ước đạt hơn 16,8 ngàn tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành thương mại dịch vụ của tỉnh là một trong những điểm sáng khi duy trì được mức tăng trưởng ổn định, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của tỉnh. Theo Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai, trong tuần qua, giá heo hơi do Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam cung cấp ở mức 67.000 đồng một ký, tăng 3.000 đồng một ký so với cuối tuần trước. Giá nhiều mặt hàng thực phẩm thiết yếu trong tuần ghi nhận tại các chợ Biên Hòa, Long Khánh, Long Thành, Phương Lâm, huyện Tân Phú khá ổn định. Thịt heo ba rọi có giá từ 110 đến 170.000 đồng một ký, thịt heo nạc từ 85 đến 110.000 đồng một ký, thịt bò phi lê từ 280 đến 300.000 đồng một ký, thịt gà công nghiệp từ 50 đến 58.000 đồng một ký, cá diêu hồng từ 60 đến 75.000 đồng một ký, tôm loại phổ biến từ 180 đến 220.000 đồng một ký. Trong khi đó, giá xăng tăng trở lại trong đợt điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu của Liên Bộ Công Thương Tài chính. Ngược lại, giá vàng miếng giảm giá mạnh vào cuối tuần. Giá vàng miếng SCC mua vào ở mức 87,5 triệu đồng một lượng, bán ra 89,5 triệu đồng một lượng, giảm khoảng 1 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra so với đầu tuần. Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai vừa ban hành văn bản số 155 về việc thông báo tạm ngưng cấp nước phạm vi toàn tỉnh. Theo đó, thời gian tạm ngưng cấp nước từ 9 giờ đến 14 giờ vào ngày mai 26 tháng 5 tại các khu vực như thành phố Biên Hòa, trừ các phường Tân Biên, Tân Hòa, huyện Trảng Bom, trừ các ấp Thái Hòa, Thanh Hóa và xã Hồ Nai Ba, toàn huyện Long Thành và Nhân Trạch. Riêng huyện Vĩnh Cửu, khu vực cấp nước theo tuyến ống HDPE D400 sông Thao. Lý giải về việc tạm ngưng cấp nước trên diện rộng lần này, phía Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai cho biết, do thực hiện công tác cấp nước trạm bơm nước thô Thiện Tân, Nhân Trạch tại chi nhánh cấp nước Thành Phú để kiểm tra xử lý vị trí có nguy cơ xảy ra sự cố lưới điện. Sau khi công tác trên hoàn thành, việc cung cấp nước trở lại trên mạng lưới đường ống có khả năng bị xáo trộn thủy lực, nên chất lượng nước và áp lực ở các khu vực trên có thể sẽ không ổn định trong thời gian ngắn. Phía Công ty Cấp nước rất mong các địa phương và người dân có liên quan thông cảm, chia sẻ, hỗ trợ công ty. Thưa quý vị, sẽ có 60 gian hàng trưng bày và bán các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm ô cốt của tỉnh Đồng Nai và có Hiệp hội Du lịch các tỉnh miền Đông và Tây Nguyên tham dự. Đó là thông tin từ trưởng ban tổ chức lễ hội trái cây Long Khánh năm 2024 trong buổi họp báo chiều qua. Tham dự buổi họp báo có gần 30 cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh. Lễ hội nhằm giới thiệu, quảng bá du lịch và sản phẩm trái cây Long Khánh đến du khách trong và ngoài tỉnh, tạo điều kiện kết nối điểm đến du lịch sinh thái vườn với du khách và các đơn vị lữ hành. Trên cơ sở đó sẽ kết nối tour tuyến du lịch trong thời gian tới. Đồng thời cũng là dịp để các hợp tác xã, tổ hợp tác và các hộ nhà vườn tham gia kết nối, giới thiệu các sản phẩm trái cây, nông sản địa phương. Đồng thời tổ chức tiếp đón, phục vụ du khách tham quan các di tích lịch sử, văn hóa, các mô hình du lịch cộng đồng trên địa bàn thành phố. Định là cái không gian lễ hội nó sẽ phải được tạo ra trên toàn thành phố Long Khánh. Và theo đó là như chúng ta thấy rằng cái lễ hội năm nay thì theo kế hoạch thì lễ hội trái cây Long Khánh sẽ diễn ra là trong tháng 6
Trong chương trình của ngày 12 tới ngày 16 tháng 6 thì nó sẽ có cái điểm mà tổ chức là giới thiệu nhiều cái gian hàng sản phẩm, không chỉ là trái cây mà là các cái sản phẩm về ô cốp. Chúng tôi sẽ tổ chức một loạt các cái hoạt động tại cái khu vực điểm nhấn đó, ví dụ như là chương trình live stream giới thiệu vườn cây, bán hàng, các cái hội thi thời trang trình diễn từ các cái sản phẩm của trái cây nông sản, rồi những cái chương trình về như là liên hoan ẩm thực Đông Nam Bộ, tất cả những cái đó đều tổ chức tại khu vực trung tâm thì đều là nằm trong cái chương trình của điểm nhấn. Trong thời gian diễn ra, nhiều nội dung hoạt động sẽ tổ chức xuyên suốt tại các địa điểm tham quan, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ du lịch, các mô hình du lịch sinh thái vườn, mô hình du lịch cộng đồng trên địa bàn thành phố. Cụ thể như hội thảo về giải pháp nâng cao chất lượng và quản lý mã số vùng trồng cây sầu riêng trên địa bàn thành phố Long Khánh, chương trình kết nối giao thương, xúc tiến tiêu thụ trái cây và các nông sản đặc trưng của thành phố Long Khánh, trình diễn thời trang tạo hình từ cây trái đặc sản, liên hoan văn hóa du lịch ẩm thực vùng Đông Nam Bộ. Thông qua cái lễ hội này chúng ta có thể làm được nhiều thứ, mà cái giá trị lớn nhất tức là để cho mọi người biết đến thành phố Long Khánh nhiều hơn. Thì chính vì vậy cho nên những năm qua thì hàng năm thành phố Long Khánh duy trì cái chương trình lễ hội trái cây thường niên. Lễ hội trái cây Long Khánh 2024 sẽ được khai mạc vào tối 12 tháng 6 tới, kéo dài đến ngày 16 tháng 6 tại công viên Bia Chiến thắng Long Khánh, thành phố Long Khánh. Trong lễ hội, dự kiến có 60 gian hàng trưng bày và bán các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm ô cốp, đồng thời giới thiệu các điểm đến nhà vườn trên địa bàn thành phố Long Khánh. Đặc biệt sẽ có sự tham dự của Hiệp hội Du lịch 9 tỉnh miền Đông và Tây Nguyên trong sự kiện liên hoan văn hóa du lịch ẩm thực vùng Đông Nam Bộ. Tiếp tục chiến dịch chuyển đổi số tại Đồng Nai. Thưa quý vị, sáng nay thị trấn Tân Phú là đơn vị được Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai chọn làm điểm để ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện về chuyển đổi số với Viettel Đồng Nai, tổ chức và tổ chức lễ ra quân thực hiện chiến dịch chuyển đổi máy 2G lên thiết bị thông minh 4G trên địa bàn huyện Tân Phú. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại Ủy ban nhân dân thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, và đây cũng là địa phương cuối cùng trong chuỗi hoạt động ký kết chuyển đổi số và chuyển đổi từ máy 2G lên 4G giữa Viettel và 11 địa phương thí điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Hơn 8 giờ sáng tại Ủy ban nhân dân thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, đông đúc hơn hẳn so với mọi ngày. Nhiều người dân được địa phương tuyên truyền, vận động và chuyển đổi số nên đã tìm đến các gian hàng tại đây để nhờ cài đặt chuyển đổi máy 2G lên 4G. Từ đó, việc nghe, gọi điện thoại cũng như truy cập Internet trở nên rõ ràng hơn. Chương trình này rất tốt, rất mừng là bên Viettel đã tổ chức cái chương trình này để cho những người dân của mình, họ thiếu biết như này không có biết cách xài điện thoại để nâng cấp lên. Rất là tiện lợi cho những cái người mà người ta là không có rành. Tôi cũng khuyến khích người sớm ghiền mình bà con á, những cái máy điện thoại rồi không còn xài nữa thì khuyến khích sáng nay người ta rất là đến đây để người ta đổi điện thoại lại. Tại lễ ký kết, Viettel Đồng Nai cho biết huyện Tân Phú đang có hơn 17.000 người dân dùng máy điện thoại 2G, xếp thứ 10 trên 11 huyện thành phố với tỷ lệ gần 20%. Riêng thị trấn Tân Phú đang tồn gần 1.800 máy 2G và cũng là địa phương có số lượng tồn nhiều thứ hai trên 18 xã thị trấn tại huyện Tân Phú. Do đó, việc chuyển đổi số, chuyển đổi máy 2G lên 4G hiện nay tại địa phương là rất cần thiết. Đẩy mạnh tuyên truyền chương trình chuyển đổi số 2G lên máy 4G trên địa bàn huyện, phối hợp với Viettel chi nhánh Tân Phú triển khai chương trình hiệu quả, đảm bảo tiến độ, thời gian hoàn thành trước tháng 10 năm 2024. Nghiên cứu tham khảo cách làm mô hình phối hợp triển khai tại thị trấn để chỉ đạo triển khai nội dung liên quan đến hoạt động chuyển đổi số vào hoạt động quản lý hành chính của đơn vị, phân công lãnh đạo chuyên viên phụ trách theo dõi lĩnh vực chuyển đổi số của đơn vị. Lãnh đạo huyện Tân Phú cũng nhận định để hướng đến công dân số, việc chuyển đổi số, chuyển đổi máy 2G lên 4G phải là tiền đề và phải thực hiện càng sớm càng tốt. Huyện Tân Phú cũng ghi nhận các giải pháp của Viettel đưa ra, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ máy 4G cho người dân từ 0 đồng cho đến giảm 50% giá máy.
đặc biệt là phối hợp với tổ chuyển đổi số cộng đồng tại các xã thị trấn để vận động, hướng dẫn người dân cài đặt máy, làm quen với các ứng dụng thông minh. Lãnh đạo huyện Tân Phú cũng đề nghị Viettel Đồng Nai tạo điều kiện hỗ trợ huyện Tân Phú thực hiện hiệu quả các giải pháp để chuyển đổi số, an toàn thông tin và hoạt động của cơ quan nhà nước trong thời gian tới. Chương trình thời sự tối nay xin được tiếp tục với các thông tin trên lĩnh vực y tế, an sinh xã hội. Sáng nay, cùng với 78 điểm cầu của các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm trên cả nước, Bưu điện tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ ra quân phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhân tháng bảo hiểm xã hội toàn dân. Với chủ đề mở rộng độ bao phủ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhân tháng bảo hiểm xã hội toàn dân, lễ ra quân lần này của Bưu điện Việt Nam tập trung mở rộng lực lượng tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, từ đó tăng độ bao phủ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến tận thôn, xóm, xã phường. Nhân viên bưu điện sẽ kết hợp với đội ngũ cộng tác viên là các trưởng thôn ấp trong các hoạt động nhằm tạo sự gắn kết, khai thác tối đa lợi thế của các bên để phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Theo thống kê, trong năm 2023, Bưu điện Việt Nam đã phát triển, duy trì được hơn 1 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, gần 16 triệu người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Trong 4 tháng đầu năm nay, đã tiếp tục phát triển mới, đạt gần 55.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và hơn 427.000 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 36% so với chỉ tiêu cam kết với Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Riêng tại Đồng Nai, từ năm 2018 đến nay, Bưu điện tỉnh đã bắt đầu triển khai vận động người dân phát triển bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tính đến hết tháng 3 năm 2024, với tỷ lệ đóng góp chiếm khoảng 69% trong công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai. Dự thảo luật việc làm sửa đổi có nhiều điểm mới liên quan đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp và quản lý giờ làm thêm của học sinh sinh viên. Theo đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp để phù hợp hơn với thực tế. Cơ quan soạn thảo bổ sung đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp gồm người lao động có giao kết hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên, người làm việc không chọn thời gian có tổng mức tiền lương trong tháng bằng hoặc là cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, thấp nhất bằng một nửa mức lương tối thiểu vùng cao nhất do chính phủ công bố. Người quản lý doanh nghiệp, kiểm sát viên, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ, người quản lý điều hành hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có hưởng tiền lương. Như vậy, việc bổ sung nhóm đối tượng có hợp đồng lao động từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng được tham gia bảo hiểm thất nghiệp là điều rất cần thiết, vì nhóm này có nguy cơ mất việc làm cao, cần được hưởng một số chính sách hỗ trợ của bảo hiểm thất nghiệp khi mất việc. Với chủ đề hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương, tháng nhân đạo năm 2024 đã và đang được các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện với nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực. Đây là đợt hỗ trợ cao điểm dành cho các đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội nhằm tiếp tục lan tỏa các giá trị nhân đạo trong cuộc sống, góp phần khơi dậy lòng nhân ái của các tầng lớp nhân dân, cũng như thực hiện tốt chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước. Ghi nhận tại thành phố Biên Hòa. Đã gần 70 tuổi, với nhiều căn bệnh mang trong người, nhưng hàng ngày, bà Lê Thị Lắm, ngụ ở khu phố 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, vẫn cố gắng làm mọi việc để chăm sóc người cháu ngoại bị bại liệt bẩm sinh. Gia cảnh neo đơn, cuộc sống hai bà cháu vất vả, khó khăn. Rau cháo đạm bạc qua ngày nhờ vào sự giúp đỡ thường xuyên của Hội chữ thập đỏ địa phương và quý mạnh thường quân gần xa. Một đứa cháu bị khuyết tật, hoàn cảnh gì cũng khó khăn lắm, cũng nhờ nhà tài trợ phường đồ giúp đỡ chút đỉnh, vì cũng cố gắng sống cho nó tốt giờ, chứ già rồi không có đi làm gì được hết á, bệnh đau nhiều lắm. Thì tháng 400 vì Tết chị quà cáp này thì ua là xà bông, nhờ địa phương rồi đồ mấy anh chị giúp đỡ gì tôi cũng cảm ơn. Từ cái tấm lòng nhân ái yêu thương thì để mà chia sẻ giúp đỡ, bản thân tôi cũng trích ra một phần của lương hưu, rồi cũng là chia sẻ của bạn bè, rồi anh chị em trong gia đình để mà cu mang giúp đỡ những hoàn cảnh bất hạnh. Thì tôi là coi như là trợ cấp cái địa chỉ nhân đạo là 6 đối tượng thường xuyên mỗi tháng, giúp đỡ cho người ta thì người ta cũng hạnh phúc.
mà mình đem hạnh phúc lại cho người ta cũng là cái niềm vui cho mình. Với tinh thần người tốt việc thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái, tháng nhân đạo 2024, mỗi tổ chức hội chữ thập đỏ trên địa bàn thành phố Biên Hòa thực hiện ít nhất một công trình phần việc nhân đạo gắn với địa chỉ nhân đạo, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lan tỏa giá trị nhân ái rộng rãi trong xã hội thông qua nhiều hoạt động cụ thể như xây nhà chữ thập đỏ, tổ chức gian hàng không đồng, cơm yêu thương, chương trình chăm sóc sức khỏe miễn phí, phục vụ cho hơn 4.000 lượt đối tượng khó khăn, người yếu thế với tổng kinh phí ước tính trên 2 tỷ đồng. Phát quà cho người nghèo 100 phần quà, trị giá mỗi phần quà là 300.000, được mổ mắt miễn phí ở bệnh viện giao thông vận tải, cũng được khoảng chừng 52 người. Bà con rất là vui để ánh sáng, để cải thiện cuộc sống, lao động, để lo cho gia đình. Các cái đối tượng mà Hội Chữ Thập Đỏ đang hỗ trợ là đối với những người khó khăn yếu thế, thì Hội Chữ Thập Đỏ cũng đã hỗ trợ thêm cho các cái đối tượng ví dụ như là công nhân khó khăn, hoặc là các cái đối tượng ví dụ như là đối tượng hội cán bộ Hội Chữ Thập Đỏ nghèo. Hội Chữ Thập Đỏ cũng đã công khai trên các cái mạng Zalo, Facebook để cho các cái mạnh thường quân biết được các hoạt động của hội, và từ đó cũng thể tạo được cái niềm tin cũng như là cái sự hỗ trợ của các cái mạnh thường quân đến tận tay các cái người được hỗ trợ. Những việc làm trong tháng nhân đạo đã có sức lan tỏa rộng khắp, trở thành nét đẹp văn hóa được các cấp Hội Chữ Thập Đỏ và toàn xã hội quan tâm thực hiện, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tiến đến xây dựng thành phố Biên Hòa ngày càng ấm no, hạnh phúc. Thưa quý vị, thông tin được dư luận quan tâm những ngày gần đây là hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14 đã tiến hành quy trình thủ tục kiện toàn công tác nhân sự đối với một số chức danh cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước. Đây là công việc hệ trọng, đáp ứng mong mỏi nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân, đại biểu Quốc hội và cử tri Đồng Nai cũng như cả nước. Lợi ích của quốc gia dân tộc luôn được đặt lên trên hết, trước hết. Vì lẽ đó, việc mạnh tay xử lý cán bộ cấp cao, thay đổi cán bộ tuyệt nhiên không ảnh hưởng đến sự ổn định chính trị của đất nước. Bởi đường lối cách mạng của Đảng đã xác định rõ ràng trong cương lĩnh, nghị quyết của Đảng và hiến pháp của nhà nước. Theo đó, với các chức danh lãnh đạo cao nhất của nhà nước là Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội, 100% đại biểu Quốc hội có mặt bỏ phiếu tán thành, cho thấy sự đồng thuận rất cao trong cơ quan quyền lực cao nhất đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Kết quả này cũng thể hiện ý chí, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, của ý Đảng lòng dân trong việc bầu ra những nhân sự quan trọng để điều hành đất nước hiện nay. Đồng thời, cử tri và nhân dân đặt nhiều tin tưởng, kỳ vọng Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình, giải quyết hiệu quả các vấn đề trọng đại của đất nước đang đặt ra. Việc nhanh chóng kiện toàn công tác nhân sự ngay sau khi Đảng, Quốc hội kịp thời xem xét quyết định tiến hành cho thôi chức, miễn nhiệm một số trường hợp cán bộ cấp cao mắc khuyết điểm nghiêm trọng, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, đã mang lại động lực mới, niềm tin mới cho cử tri, nhân dân cả nước. Đây là công việc không thể không làm, được Đảng, Nhà nước ta thực hiện đúng đắn theo tinh thần pháp lý và đạo lý, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đó cũng là cách trực tiếp sàng lọc, củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, có đủ đức, đủ tài, gánh vác trọng trách nặng nề, nhiệm vụ cách mạng to lớn mà lịch sử giao phó ở thời điểm hiện tại và tương lai. Đặc biệt, trong nỗ lực tự soi, tự sửa, tự chỉnh đốn, Đảng ta ngày càng chú trọng thúc đẩy văn hóa từ chức trong nội bộ. Mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành quy định 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên giai đoạn mới. Theo đó quy định, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên được chia thành 5 vấn đề lớn. Một là yêu nước, tôn trọng nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc. Hai là bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập. Ba là đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm. 4 là cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, và cuối cùng là gương mẫu khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời.
đáng chú ý, cán bộ đảng viên cần thực hiện văn hóa từ chức khi không đủ khả năng uy tín. Trước yêu cầu phải triển khai tốt công tác nhân sự từ đại hội đảng bộ các cấp để góp phần chuẩn bị nhân sự cho đại hội toàn quốc lần thứ 14 của đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng tiểu ban nhân sự đại hội 14 đã sớm quán triệt nhiều vấn đề cốt lõi, định hướng chiến lược về công tác nhân sự mang ý nghĩa lịch sử, gắn liền với sự tồn vong của đảng, với sự phát triển của đất nước. Nhấn mạnh thông điệp bao trùm đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, của đảng, của nhân dân lên trên hết trước hết, người đứng đầu đảng ta gợi mở sâu sắc xung quanh vấn đề vốn phức tạp nhạy cảm này như phải có con mắt tinh đời, đừng nhìn gà hóa cuốc, đừng thấy đỏ tưởng là chính. Đây chính là kim chỉ nam dẫn dắt, tránh nhầm lẫn cho những người làm công tác cán bộ của đảng, chủ động ngăn ngừa tạo kẽ hở cho những kẻ gian cơ hội chui sâu, leo cao vào tổ chức bộ máy, đe dọa sự phát triển của đảng cũng như hệ thống chính trị, làm tổn hại đến lợi ích của quốc gia, dân tộc. Gần đây nhất, phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, người đứng đầu đảng ta chỉ đạo công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy tại Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới phải thực hiện theo đúng điều lệ, quy chế, quy định của đảng, rà soát thật kỹ để lựa chọn, giới thiệu và bầu được những đồng chí thật sự xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.